bây giờ mình sử dụng rồi thì mình có quyết định mua hay không có quyết định uh, dùng để nâng cấp hay không thì thực sự là không ưu của nó là nhựa uh, với các bạn mà sử dụng cẩn thận hay là sử dụng chỉ trong studio thôi thì nó tiện cho các bạn bảo quản chiếc máy này dễ dàng thì ok Thế nhưng mà cái công việc là làm việc phim của mình nó hoạt động ngoài trời nhiều, nó va chạm nhiều, cái build về sắt về kim loại magie nó vẫn vẫn bền bỉ hơn. Thứ hai nữa là cảm quan về cầm nắm chiếc máy này nó rất là nhỏ gọn. Nếu mà mình có thể bổ sung thêm rig cho nó thì cũng ok, nhưng mà bổ sung thêm rig nó lại có vấn đề khác xảy ra đấy là chính là các nút bấm ở trên đây quá là sát như thế này nên là khi mà các bạn bổ sung thêm thì lại khó có thể ấn được vào các nút ở trên đây ngoài ra những cái nút custom ở trên đây rất là ít nó chỉ có một nút custom thôi thì nó ít hơn nhiều so với lại chiếc a sáu năm mình đang dùng nó có đến tận 3 nút custom vậy thì mình có thể tùy biến được ba cái chức năng khi mà mình đang quay phim rồi vòng xoay của nó cũng ít, đương nhiên là ít rồi, rồi và đấy là cảm quan của mình với chiếc máy này. Việc nó thiết kế rất là nhỏ gọn này cũng là một điểm trừ. Đây các bạn xem này, cái tay cầm của mình khi mà mình cầm vào đây, nó vẫn bị thừa thừa ở đây, tay bé tí luôn, cầm nó không thể build in chắc chắn được. Còn lại về spec của con này thì khá là ok và đương nhiên rồi, Sony họ đã thiết kế ra con máy này thì cái màn nó vẫn xấu như thế, không hiểu, tôi không hiểu.